Thu Ngân và Thanh Đảm mến chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin 17 giờ trên báo Pháp Luật. Hôm nay, ngày 24 tháng 7 năm 2017 có những nội dung chính như sau. Người mặc cảnh phục công an tử vong, không phải công an. Ba mẹ con bị lũ cuốn trôi, tìm thấy thi thể con trai 17 tuổi. Lật thuyền trên hồ Trị An, cô gái trẻ tử vong. Ba bị cáo tạt axit nữ sinh ở Sài Gòn lại hầu tòa. Người đàn ông làm thuê bị xe buýt cuốn vào gầm tử vong. Bắc Kinh truy lùng kẻ đâm người, tông xe hàng loạt. Thùng xe chứa 9 thi thể ở Mỹ nóng như trong lò. Và sau đây là phần nội dung chi tiết. Chiều ngày 23 tháng 7, cơ quan công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết vụ tai nạn lúc 11 giờ 50 phút ngày 23 tháng 7 tại quốc lộ 46 thuộc địa phận xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An giữa hai xe máy làm anh Nguyễn Văn Minh, 44 tuổi, trú xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn tử vong. Như thông tin trước đó, tại hiện trường cho thấy nạn nhân mặc bộ đồ công an nhưng không đeo quân hàm, không có bảng tên, chân đi dép nhựa. Thời điểm xảy ra tai nạn, trời có mưa, mặt đường trơn trượt, chiếc xe máy biển số 37E1-37162 chạy hướng thành phố Vinh, Nam Đàn, bất ngờ đâm vào chiếc xe máy Dream 2 do ông Nguyễn Văn Minh điều khiển. Cú đâm mạnh khiến ông Minh tử vong tại chỗ, hai xe máy hư hỏng nặng. Người điều khiển xe máy 37E1-37162 cũng bị thương nặng, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo Thiếu tá Đào Hồng Nguyên, đội trưởng đội cảnh sát giao thông huyện Nam Đàn, qua kiểm tra lý lịch nạn nhân, xác định nạn nhân Nguyễn Văn Minh không phải là người trong ngành công an mà làm lao động tự do. Lúc ông Nguyễn Văn Minh trên đường về nhà thì bị tai nạn. Vụ tai nạn đang được cơ quan công an huyện Nam Đàn tiếp tục điều tra làm rõ. Sáng nay ngày 24 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết, lực lượng đã tìm thấy thi thể em Đinh Văn Sơn, 17 tuổi, học sinh lớp 11 trường Trung học Phổ thông Hương Khê trên sông Ngàn Sâu, đoạn qua cầu Gia Phố, huyện Hương Khê. Thông tin trước đó, vào sáng ngày 22 tháng 7, Sơn đi xe máy chở mẹ là Nguyễn Thị Sâm, 43 tuổi, trú xóm Hương Yên, xã Lộc Yên, ôm bé Đinh Nguyễn Như Quỳnh, 3 tháng tuổi, con út, đến trạm y tế tiêm phòng cho bé Quỳnh. Lúc về qua đoạn cầu tràn ở xóm Yên Hương thì bị lũ cuốn trôi cả người lẫn xe xuống sông Ngàn Sâu. Lúc này nghe tiếng kêu cứu, người dân liền lao ra. Ông Nguyễn Văn Tiến ở xã Lộc Yên đã kịp thời lao xuống nước để cứu chị Sâm và bé Quỳnh rồi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê. Riêng em Sơn bị lũ cuốn trôi. Trong quá trình tìm kiếm đến sáng hôm nay đã phát hiện thi thể em Đinh Văn Sơn và giao cho người nhà mai táng. Khuya ngày 23 tháng 7, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị chức năng khác đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ lật thuyền trên hồ Trị An, huyện Định Quán. Theo đó, gần 18 giờ cùng ngày, hai thanh niên cùng một cô gái chưa rõ danh tính đến một quán kinh doanh ven hồ Trị An thuộc ấp Bến Nông 2, xã Phú Cường, huyện Định Quán ăn uống. Sau đó, cả ba người này tự lấy một chiếc thuyền nhỏ của người dân ở gần khu vực trên chèo ra ngoài hồ Trị An chơi. Khi chèo ra đến cách bờ hơn 15 mét thì chiếc thuyền bị lật úp. Hai thanh niên do biết bơi nên đã nhanh chóng bơi được vào bờ, kêu cứu. Riêng cô gái do không biết bơi đã bị đuối nước. Nghe tiếng cầu cứu, một số người dân đã chạy đến, bơi ra chỗ lật thuyền ứng cứu, nhưng khi đưa được cô gái lên bờ thì nạn nhân đã tử vong. Hiện, cơ quan chức năng đang xác minh rõ nguyên nhân vụ việc. Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp, TP.HCM sáng nay ngày 24 tháng 7 đã mở phiên tòa xét xử ba bị cáo Lương Thúy Kiều Quyên, 22 tuổi, Nguyễn Đình Thanh Tâm, 21 tuổi và Phạm Hoàng Long, 20 tuổi, quê cùng tỉnh Bình Thuận, trong vụ tạt axit vào nạn nhân Hoàng Tăng Thị Thu Hương, 20 tuổi, quê Đắk Lắk. Phiên tòa xét xử do thẩm phán Lê Hoàng Ngọc Hải, phó chánh án Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp làm chủ tọa. Theo cáo trạng, khoảng tháng 7 năm 2014, Quyên và Trần Nguyễn Ái Duyên, 20 tuổi, quê Bình Thuận cùng ở trọ. Sau đó xảy ra mâu thuẫn, Quyên chuyển đến nơi khác sống và kể lại chuyện cho bạn trai là Tâm nghe. Sau đó hai người đã lên kế hoạch mua axit và thuê Long với giá 1 triệu đồng để thanh niên này cầm hóa chất tạt vào mặt Duyên. Trưa ngày 30 tháng 3 năm 2016, khi tan học, thấy Hương và Duyên chở nhau về phòng trọ, Quyên bám theo rồi báo cho người tình cùng Long đứng đón ở đầu đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM. Sau đó Tâm vượt lên chặn đầu xe của hai nữ sinh, để Long ngồi sau cầm ca axit tạt vào mặt Hương, khiến nạn nhân bị bỏng nặng độ 3/4, chiếm 75% diện tích khuôn mặt, bỏng giác mạc dẫn đến bị mù mắt trái. Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 hôm 20 tháng 4, trong khi Tâm và Long thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu, thì bị cáo Quyên lại phản cung, cho rằng mình không hề biết kế hoạch tạt axit. Nữ sinh nhiều lần khẳng định lời khai trước đó của mình tại cơ quan điều tra là bị ép cung, bắt ký vào biên bản nhận tội.
Thông tin vụ án sẽ tiếp tục được cập nhật. Sáng nay, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường Trần Văn Dầu, đoạn qua xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, khiến một nạn nhân tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thanh Quy, 37 tuổi, ở huyện Bình Chánh. Thông tin được biết, xe buýt số hiệu 81 chạy tuyến bến xe Chợ Lớn Lê Minh Xuân, biển số 53N5523 trên đường Trần Văn Dầu hướng từ Long An đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi cách giao lộ Võ Văn Vân, huyện Bình Chánh khoảng 50m thì xảy ra va chạm với xe máy biển số thành phố Hồ Chí Minh do anh Quy cầm lái chạy cùng chiều. Lực lượng chức năng sở tại sau đó có mặt tiến hành khám nghiệm, xử lý vụ việc. Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân mắc kẹt dưới gầm xe buýt, hư hỏng nặng, gần đó là thi thể nạn nhân. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tờ Tân Hoa Xã đưa tin, vào lúc 15 giờ ngày 23 tháng 7 theo giờ địa phương, một vụ tấn công đã diễn ra tại thị trấn Cờ Cát Trang thuộc quận Mạc Vân, khu ngoại ô ở đông bắc thủ đô Bắc Kinh, khi một người đàn ông dùng kéo tấn công vào nhóm 5 người, sau đó lái xe tải nhỏ tông vào nhóm 9 người trong lúc tẩu thoát. Cục Cảnh sát thành phố Bắc Kinh trong một thông cáo ngắn cho biết, một trong những người bị tấn công bằng xe tải đã bị thiệt mạng, 13 nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Lực lượng chức năng đang truy tìm người thực hiện vụ tấn công. Hiện không rõ động cơ của nghi phạm trên là gì. Tuy nhiên, nhà chức trách và người dân Bắc Kinh hiện được cho là nhạy cảm trước các cuộc tấn công tương tự. Trước đó, hồi tháng 10 năm 2013, một xe hơi đã lao vào quảng trường Thiên An Môn, khiến 5 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương. Nhà chức trách Trung Quốc nói đây là một vụ tấn công do phong trào Hồi giáo Đông Turkistan, một nhóm người Hồi giáo Duyên Ngô Nhĩ ly khai lên kế hoạch. Đầu năm nay, một chiếc xe hơi mất lái và lật gần quảng trường Thiên An Môn, làm dấy lên tin đồn liên quan đến khủng bố. Tuy nhiên, cảnh sát kết luận việc trên chỉ là tai nạn và đã bắt 2 người vì tung tin đồn thất thiệt trên mạng. AFP cho biết ít nhất 39 người được phát hiện trong thùng của một chiếc xe tải đầu kéo đậu bên ngoài siêu thị Walmart ở thành phố San Antonio, bang Texas, Mỹ. Hôm 23 tháng 7, 9 người đã chết trong khi 30 người còn lại được đưa vào nhập viện. 13 người trong số này đang trong tình trạng nguy kịch, mất nước và bị sốc nhiệt vì quá nóng. Giới chức Mỹ nghi ngờ rằng đây là những người nhập cư bất hợp pháp được đưa vào Mỹ bằng một đường dây buôn bán người. Vị trí chiếc xe được phát hiện cách biên giới với Mexico khoảng 2 giờ chạy xe. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người đã bị đưa đi. Giám đốc Sở Cứu hỏa thành phố Charlie Holt cho biết nhiệt độ bên trong thùng xe lên đến 65 độ C. Ông liên hệ nó với một cái lò. Máy điều hòa trong thùng xe không hoạt động. Nếu chiếc xe trên đậu bên ngoài Walmart qua đêm, chắc chắn tất cả những người trên xe sẽ tử vong. Cảnh sát sẽ điều tra vụ việc theo hướng đây là một vụ buôn người. Tài xế chiếc xe James Matthew Bradley Jr., 60 tuổi, đã bị bắt và sẽ bị truy tố tại San Antonio vào sáng ngày 24 tháng 7. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 17 giờ trên báo Pháp Luật ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai. Bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay. Bạn quá bận rộn để theo dõi những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ được phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh BELO.vn. Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính xác.